với lại xin cha cha ơi cho chút xíu cái ông thiên tử thiệt ông chảnh cho chút xíu vô tiếng Việt đi, chứ hồi xưa con qua đây con học ở lớp 4 mà viết cũng không biết viết nữa, đọc cũng không biết đọc nữa, thì làm sao mà lên đây mà nói. Lúc đó hả, trời mấy vị đức thầy đồ đạp ra con cứ ra nói à, rồi mà lúc nào được nói cái gì, lúc nào không được nói gì, lúc này là lộ cơ hết để cho người ta biết là có Phật thánh tiên xung quanh mình. Mục đích cuối cùng của kênh của mình, của Thiên Tấn Kiệt, Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Cung và Thiên Đình, để cho nhân loại biết tất cả các người làm gì cũng là do ta sắp đặt hết. Các người không có được hận thù nhau. Sau này khi mà một cái đất nước thay đổi mới, thời vàng kim, hội Long Hoa, hội Anh Tài, hội Thiên Việt, thì là không có được giết nhau, lấy ân báo oán, lấy chính sách đời nhà Trần mà quên đi chuyện gia đình, mà để lo chuyện đại sự quốc gia, miễn làm sao dân tộc thoát được ách gông cùng của Cộng sản Trung Quốc. Lấy lời những gì mình mất, đó là hoàng sa trường sa. Đó là mục đích của sư phụ hạ phàm kỳ này, để cứu nước Việt là chính, cứu thế giới nữa. Chứ sư phụ xuống đây mấy vị chưa bao giờ ra chịu chỉ thị là để tiêu diệt những người làm ác trong đảng Cộng sản nha. Họ cũng là một cái dụng cụ của cái nguồn máy búa liềm thôi mà. Thì cho nên mình chỉ lấy lời quốc gia của mình, mình không có làm hại những người làm ác trên quốc gia của mình. Giống như bác Tô Lâm bây giờ quậy quá, thì sau này giỏi lắm mà hồ đại ổng hai cái steak mà filet mignon phải không, ướp ướp vàng, lần này ướp hộp sòn luôn là xong, là coi như quê phải không. Ổng cũng là sản nghiệp cho nước Việt. Sau cái lần sóng ODP tới HO, hết HO rồi á, tới có một thời gian rộ lên, tại vì tất cả những thanh niên lớn lên thấp năm hai tiểu bang nước Mỹ và thế giới muốn kiếm một người vợ mà nấu bún mù Huế, nấu phở cho mình ăn cuối tuần á, là phải đi kiếm bò vợ Việt Nam đúng không? Cho nên ào ạt về nước Việt làm bảo lãnh, gọi là fiancé. Nhớ hồi đó 6 tháng là qua, 6 tháng là có vợ phải không? Nhưng mà qua phải ca bản bản hạnh phúc đơn sơ, qua được có mấy 3 năm cái em bye bye. Nó có cái vụ đó. Thì thời đó cái diện fiancé rất là nhiều, rất là đông. Hết diện fiancé rồi đến diện hôn nhân. Rồi sau này bắt đầu con giáo cha nó lớn lên, nó cũng ham đi Mỹ, phải ham đua đòi mà. Tại vì nếu mà nước Việt mà có tương lai, nó đâu còn đòi nước Việt, nó chỉ là hút máu lấy tiền nước Việt thôi. Chứ nó để nước Việt thành một đống rác, ai mà ngu để ở trong đống rác thì nó phải chạy anh hải ngoại mình. Khi ra hải ngoại thì gọi là F1, diện gì đó ta, rồi E5, F1, F2, F3, F4, tức là mỗi một làn sóng từ Bắc tới Nam đi qua Mỹ. Đó là riêng về nước Việt. Còn riêng về những cái nước Đông Nam Á, giống như Đài Loan, giống như Nam Hàn, Nhật, nhất là Đài Loan, hồi qua trong cộng gọi là diện cô dâu xứ Đài. Có thời gian là diện cô dâu xứ Đài, trời, qua bển chỉ cần kiếm được giống như cỡ Ngọc Trinh 27 mà kiếm ông già có 77 mà già Tàu á nghe, là mừng rồi. 27, 77, 50 tuổi cũng xứng đôi dự lứa, đẻ cho ông chừng hai đứa con là được ở lại Đài Loan, là cái phước của những người đó. Mà nên nhớ ở miền Nam một gia đình chỉ có một hai đứa con gái đẹp thôi, chứ đứa xấu đâu có được cái phước đó. Mấy con coi đi, đứa xấu có thể ở nhà lấy thằng nhà quê làm ruộng rồi, cái đứa đẹp đẹp mà coi được mà hiền thục á là có phước lấy được ông già 77 Đài Loan. Bà bảnh đẻ chồng mấy con, chắc ông đó cũng cỡ mấy chục vợ, thêm con vợ người Việt nữa, thì nó lai Việt thì cũng như người Đài Loan thôi, giống giống nhau. Tại xưa mình cũng cuồng cũng người gốc, người từ từ cái đem mớ tiền về xây cho cha mẹ từ cái nhà lá thành cả nhà tường, nghĩa là hạnh phúc cả đời. Đó là cái diễm phúc của những cô gái xinh đẹp hiền hậu, một đời hy sinh cho gia đình. Đó là một cái diễm phúc và một cái công trả hiếu cho cha mẹ. Sau đợt đó bắt đầu lấn qua tới những gần đây qua Âu Châu,
Âu Châu phải đi theo cái đường lậu á, rồi mới có vụ làm cá đông lạnh đó, qua tới Âu Châu đông đông Âu rồi đó, không đó là làn sóng người Việt du học sinh thì mình biết rồi, có tiền mới đi được, đâu phải ai cũng đi, chả trăm đứa chỉ có vài bởi đứa nó có phước thôi, chứ còn những cái đứa mà nó không có phước bởi nó làm gì. Sáng xỉn chiều say, tối lai rai, uống bia một đồng có chất hóa học của Trung Cộng. Tại nó giết cái mầm móng của nước Việt từ trong những trường đại học. Tại lúc đó tụi nó stress lắm, nó không có tiền, nó nghèo. Nó vô trường đại học, nó ăn cơm không biết để hóa học như nè. Cái cơm nó nở ra thành cái nồi vậy đó. Ăn chất độc không à, nó biết, nhưng mà phải ăn, tại rẻ tiền. Thì vô trong người thì nó chưa có bệnh liền. Rồi bia buồn buồn mà đâu có chuyện gì làm đâu, rảnh rỗi thì xanh nông nổi. Thì là cà phê á, thì ba cái bình ít kia á, cà phê mà nó làm bằng cái chất của cái bình điện á, rồi nó bỏ thêm cái thơm thơm hóa học vô nữa. Cho nên những nhân tài Việt Nam giàu cho có học giỏi ra trường đại học, không cần nói việc làm, không có việc làm, làm shipper là chuyện có phước không đó. Nhưng mà nó, nếu mà nó có phước hơn á, nó bị bệnh chút chút, chứ đa số là ung thư hết. Đó là mô mô của Trung Cộng, để mà tiêu diệt những cái mầm non ở nước Việt mình. Mà nếu mà mô mô của Trung Cộng, mà một nhà lãnh đạo nước Việt, không có ông nào mà không ăn hối lộ của Trung Cộng. Cho nên một ông lãnh đạo đảng viên cao cấp của Việt Nam, thường trong nhà có mười mấy hai chục thằng tình báo Hoa Nam nằm trọng. Cho nên nói cho họ biết vậy. Cái nước Việt mình bị thao túng, thì nó coi nước Việt chẳng ra gì hết, nó muốn lấy lúc nào cũng được. Nhưng mà nó quên đi, Thượng Đế để cái dò lái ở hải ngoại là 6 triệu người. Chỉ cần một trong 6 triệu người này mà có tinh thần yêu nước yêu dân tộc thôi, nó cũng không thể nào nó lấy được, con có hiểu không? Không phải xóa sổ một dân tộc là khi nào mình không còn tiếng nói, không còn chữ Việt trên Google á, mình mới mất quốc gia. Thằng Do Thái nó mất nước 2000 năm nó cũng trở về được mà, giữ tiếng nói, giữ phong tục. Đó là tại sao Thiên Long Sơn những ngày đầu sư phụ nghĩ ra được cái đó, ra đời Thiên Long Sơn. Huống chi Thiên Long Sơn tới hôm nay đã 10 năm rồi. Khó lắm, nó khó lắm á. Bây giờ con tưởng tượng có một mình kênh Ngô Tuấn Thiện Kiệt Official thôi, mà cả quốc nội và hải ngoại. Bây giờ thí dụ như mà kiếm thêm hai thằng giống như sư phụ á, giống như chữ Quốc Quy, Hình Phong mà nó cũng giống kiểu như sư phụ đi, thì có thể là ở bệnh nhức đầu lắm không? Có một mình sư phụ ơi mà cũng đã nhức đầu rồi đó. Mà thật sự đâu nhức đầu đâu. Qua đây kiếm thu hoài à, mấy con thấy á. Hà Nội qua, vợ gửi vợ qua, vợ con qua, mấy ông bự không à, lén lén hẹn gặp tỷ luôn. Chứ mà không có dám ngồi gần với mấy con, nhưng mà hẹn gặp, đây mấy đứa biết mà. Hàng mấy năm nay thì tiếp những đảng viên cao cấp rất là cao. Anh cho tôi cái dấu lên trán đi. Khi anh về nước, tôi ra ra trường tôi đón anh. Nhiều lắm. Chỉ buồn cho hải ngoại những cái kim cương á, làm như cái máy không có biết mà làm chuyện gì, không biết làm đúng hay làm sai, đó là kim cương hải ngoại. Tại nó làm theo tiền, làm theo lệnh mà không có tri kiến, không có chánh kiến. Sau làn sóng cá đông lạnh, cô dâu xứ đài, EDP dài cho tới ngày hôm nay, những người mà tạo nhiều tội lỗi nước Việt á, họ có nhiều tiền đó, họ cũng qua đây. Thì từ năm 1975 cho tới thời nay, tài nguyên nước Việt là có những rừng vàng bạc biển và có những cái mỏ và ở ngoài Hoàng Sa Trường Sa. Roughly ở trên nói khoảng 1.000 tỷ mà tất cả đảng Cộng sản từ cấp nhỏ đến cấp lớn, họ không có tài hết, chỉ có mảnh đất mẹ Việt Nam nhỏ xíu thôi, mà họ sâu xé nhau cũng giống như mấy cục gạch nè. Bữa nay của tao, mày ở chức 4 năm, ngày mai tao lên chức 5 tao lấy mày. Tức là làm giàu trên mảnh đất thôi, không có một cái tài gì gọi là phát minh để cho dân tộc hết, chỉ có đất để làm giàu thôi. Con coi tất cả những tỷ phú cả ông Vượng hay là những ấy đều là đất đai không à. Đất đai là của ai? Của 100 họ, không có thuộc về họ Phạm của Phạm Nhật Vượng, cũng chẳng có họ Nguyễn của Nguyễn Phú Trọng, hay là họ
Trần Tuấn Anh hay là mấy cái thằng tham nhũng. Không phải cái đó. 100 họ là đất mẹ. Vậy mà họ cứ làm tiền cho đất mẹ rồi họ chuyển qua Mỹ 1.000 tỷ. Họ sống riêng. Họ có hy sinh cho dân tộc không? Nếu mà họ làm một lời của Bác Hồ nói là sống vì dân, chết cho dân, dân là gì, dân văn, lộn văn. Nếu mà họ nghe lời Bác Hồ đi, họ đâu có nghe lời Bác Hồ. Họ chỉ dùng Bác Hồ giống như con vật tế thần nằm ở đó. Kêu đi thiêu á, không thiêu. Mà cứ đi vô đó tham quan xa ra rồi là bị đốt, củi đốt lò. Tại vì trong đó là ma không á, trượt á. Ai mà đi vô mấy cái chỗ mà u ám á, là xui khủng khiếp luôn á. Xui cả đời á con. Nhưng tất cả những người mà về Thiên Long Sơn là hên cả đời. Và có cơ hội được về trời, nói này thánh địa, điển thanh. Con vô nghĩa địa hay vô chỗ lăng bác đi, nó đi ngược lại cái núi mình á. Đây đây mấy chư vị đẩy đây nè. Một nghìn tỷ. Khi 1.000 tỷ qua Mỹ, mà sau này một cái thể chế mới, cái nước Việt nó rút ruột hết trơn rồi. Nó để lại đống rác. Mà cái đống rác này á, thì chuyện giật là ngoài thân không kể nha. Nhưng mà chắc xám sáu chuyện người ở ngoài có thể gây dựng lại rất là lẹ. Nhưng mà nó không còn vốn nữa làm sao. Ngồi không lẽ chờ mà mỏ vàng mỏ ngọc ở núi Cấm Cô Tô nó trái chỗ này nổi lên, rồi lúc đó mà vàng nổi lên. Cái đó cũng không có đúng. Chùa cũng không thích vậy nữa. Chùa muốn tất cả 6 triệu người phải dùng tài trí của mình gây dựng lại. Nên nhớ một người mà tài hoa đó, gây dựng chỉ cần 10.000 đô la bằng cái thẻ credit card payment tháng 50 đô. Có thể dựng lên sự nghiệp 1 tỷ. Con tin không? Ở đây có ai tin không? Chuyện khó nghe ha, mình nói thiệt á. Và mỗi ngày làm được 1 triệu đô nữa. Chỉ cần nếu một người mà có đầu óc, mà nếu nước Việt mình chừng 100 người thử, thì đâu có cần bán cái nước, cái mảnh đất Việt nhỏ xíu để chia tiền như vậy. Có phải là họ vô dụng không? Mà ở Mỹ này khó làm ăn hơn Việt Nam. Tại vì Mỹ nước kia thì dễ đó. Đâu phải dễ mà lấy tiền của thằng Mỹ đâu. Có chỉ cần make payment tháng visa 50 đô. À, làm gì có tiền mở hãng. À, mà hôm nay hãng như vậy á, thì Việt Nam tất cả những nhà lãnh đạo có ai làm được không? Cái quan trọng là thường mấy vị về họp dạy sư phụ, chiều nay mấy vị về đông lắm dạy, gọi là họp hồng thiên sông núi, rồi họp phía trên trời mấy chư gì. Cái trình độ của sư phụ và cái trí tuệ sư phụ nó không giống người thường. Những cái gì Hồ nói hôm nay thì mấy vị đã dạy từng rồi. Thì sư phụ mới biết là núi Cô Tô nó cháy là lý do như vậy. À, là do tà ma không à. Muốn mà tẩy cái đảng Cộng sản thì phải tẩy cái thế lực vô hình trước, đúng không? Thì cái nước nó mới clear cái đầu cuckoo, không còn nhập đồng, nhập bóng, đại khái. Thì mấy vị như vậy đó. Rồi tới mà đi song song, tại nó có hai thế lực, ma quỷ vô hình hay là ma quỷ mà mặc áo vàng á, mà hiện thân người nó cũng giống nhau á, thì phải tẩy cái kia trước. Đó là cái núi Cô Tô bị cháy. Rồi có nhiều người không hiểu, tưởng đâu là tiếng sấm, có phải là tiếng sấm cuối cùng sư phụ nói không? Hôm nay sư phụ trả lời cái đó không phải. Tiếng sấm cuối cùng là nó sẽ xảy ra một thời gian rất là ngắn, nhưng mà nó phải 3 ngày 3 đêm mưa. Mấy con nhớ lời này sư phụ nói nha. Và tiếng sấm khủng khiếp, cả 100 cây số vẫn nghe tiếng sấm. Đó là tiếng sấm cuối cùng mà trong kinh sấm giảng của sư tổ ở Đức Thầy nói. Và nước Việt sẽ có một cái trận lũ lụt, nước mặn nữa, đói nữa. Bây giờ đã khô đói rồi, lũ lụt cũng chết, khô cũng chết. Con người chúng ta rất là vễ vỡ, vễ bể và dễ chết. Chết vô thường, chết như là con chuột chết cho xong vậy đó. Mà cũng không biết hồ nói gì cũng chẳng có chịu quay đầu lại. Tới ngày hôm nay, người Việt hải ngoại, có ai mà gan mà dám đem tiền, chỉ là giống như mình thương thân nhân, thương bà con, mình mới lén về chừng tầng hay tầng, còn mình dẹt xẹt qua liền. Mà trước khi mà mấy con cứ cảm nhận máy bay còn 2 ngày nữa về, cùng mình cũng nôn về Mỹ nữa, đúng không? Thường thì hội Việt Nam không bao giờ hội ở đúng 2 tuần hết.
ở chừng 5 ngày thôi là giáo hữu giọt lên về.